Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 2 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đơn vị. Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,62%, tăng so với cùng kỳ. Dù chưa đạt kỳ vọng, nhưng kết quả này cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế. Một số lĩnh vực trụ cột tăng trưởng tốt như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,2%, tổng giá trị mua bán trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu tăng 64%, khách du lịch tăng 9,36%, thu ngân sách nhà nước tăng 37,5%. Lào Cai nằm trong top những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế của tỉnh nửa đầu năm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, như các dự án khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện gặp vướng mắc do công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tiến độ một số dự án trọng điểm chậm, tỷ lệ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp. Những vấn đề này được các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phân tích rõ hơn những khó khăn, thách thức, nhấn mạnh ngoài yếu tố khách quan, vẫn còn nhiều yếu tố chủ quan từ công tác chỉ đạo điều hành. Để đạt các mục tiêu đề ra của năm, cần có quyết tâm, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ theo từng tuần, trong đó đảm bảo nguyên tắc đảng lãnh đạo toàn diện, chịu trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương. Lựa chọn rà soát tất cả những cái mục tiêu, những cái nghị quyết đặt ra để sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tập trung chỉ đạo theo hướng không bàn chùn chỉ qua bàn tiến, theo hướng là không có giảm chỉ có tăng, cho nên là phải thống nhất ở cái mức cao nhất. Trong đó có hai cái chỉ số về kinh tế tôi rất quan tâm, đến tốc độ tăng trưởng và cái thu ngân sách. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, đồng chí đề nghị quan tâm xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua, hoàn thành tất cả các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định sẽ chấn chỉnh, khắc phục tâm lý trùng xuống, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nỗ lực cao nhất đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%. Và để đạt được mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chọn ra 10 nội dung tập trung chỉ đạo, trong đó có thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới.